Khủng long đang bị chung vùi dưới lớp bùn này các bạn ơi. Chúng ta có một cái thau nước bên này và bây giờ chúng ta sẽ cùng rửa cái chất khủng long đó bằng nước này để rửa trôi lớp bùn và tìm hiểu xem đó là các loài khủng long gì nhé các bạn. Nào bắt đầu thôi. Wow, đầu tiên chúng ta có một chú khủng long Brachiosaurus màu đỏ đen rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chú khủng long Brachiosaurus có chiếc cổ rất là dài nha, chiếc đuôi cũng rất là dài luôn. Bốn chân thì rất là to, thân hình thì rất là lớn luôn. Tổng khối lượng của con này có thể lên đến 30 tấn nha. Tuy có khối lượng và kích thước rất là lớn, nhưng mà đây vẫn chỉ là một loài khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha các bạn. Rất là ngộ luôn, rất là to nhưng mà rất là hiền. Nó sống theo bầy đàn rất là lớn nha các bạn. Khủng long cổ dài Brachiosaurus khổng lồ nha các bạn. Chúng khủng long thuộc họ cổ dài siêu to lớn màu xanh. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, chú khủng long có chiếc sừng một người trong phía sau rồi, nhìn rất là ngộ các bạn ơi. Đây là chú khủng long Brachiosaurus nha. Điểm của loài khủng long Brachiosaurus là có một cái sừng ngược phía sau đầu này, hay còn gọi là cái màu của nó đó các bạn. Wow, hai chân trước thì rất là ngắn nhưng mà hai chân sau thì rất là to nha. Chiếc đuôi rất là dài luôn, nó chạy bằng hai chân sau và giữ thân cầm bằng đuôi đó các bạn. Wow, màu rất là đẹp luôn, một màu xanh rất là đẹp nha. Đây là một chú khủng long có kích thước tương đối lớn nhưng vẫn là một chú khủng long ăn cỏ hiền lành nha các bạn. Wow, chúng chưa sống theo bầy. Khá là đẹp luôn các bạn, đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Wow, thế chúng ta có một chú hổ khổng lồ các bạn ơi, một chú hổ vàng màu cam với những cái vằn màu đen nhìn rất là đẹp nha. Bốn chiếc răng nanh rất là sắc nhọn này, thân hình thì rất là to lớn và cuồn cuộn cơ bắp nha. Chiếc đuôi khá là to và dài luôn này, bốn chân nhìn rất là linh hoạt luôn. Hổ được xem là chúa săn lâm đó các bạn. Wow, chú hổ này rất là to. Chú thằn lằn xám Pteranodon các bạn ơi. Đặc điểm của loài này là cái mỏ nó rất là cứng nha. Và phía sau đầu nó có một cái sừng mọc lên này. Còn thằn lằn xám này có chiếc sải cánh rất là lớn nha. Nó đang giơ hai cánh ra nè các bạn. Wow. Thằn lằn xám có đặc điểm là nó săn mồi rất là hay nha các bạn. Nó chuyên săn mồi theo bầy đàn và rất là thông minh nha. Nó săn bằng cách bay từ trên không xuống với vận tốc rất là cao và gấp lấy con mồi đó các bạn. Wow, một chú Pteranodon màu xanh dang cánh rất là rộng nha các bạn. Wow, đẹp chưa? Bay khổng lồ của chúng ta đây rồi, một loài thằn lằn bay siêu to lớn ở thời tiền sử luôn nha. Bay tốc độ bay khá là khủng long nhìn có vây màu đỏ rất là đẹp nha các bạn ơi. Thì ra đây là loài khủng long Stegosaurus nha. Đặc điểm của loài Stegosaurus là nó có hai cái dãy vây lưng kéo dài từ cổ cho đến gần đuôi này các bạn.
bốn cuối phần đuôi nó có bốn cái gai mọc ra rất là ghê luôn. Là đây là chú Stegosaurus có màu xám và vây lưng màu đỏ rất là đẹp nha. Wow, đây được gọi là khủng long vây kiếm đó các bạn, nhìn rất là ngầu luôn. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú động vật ăn cỏ khác nữa các bạn ơi. Đây là một chú bò màu cam nha. Một chú bò với cặp sừng màu xanh lá rất là nổi bật luôn. Thân hình nó rất là to luôn các bạn. Wow, nhìn rất là lớn luôn nha. Chú bò màu cam rất là đẹp luôn. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Một chú khủng long rất là đặc biệt luôn. Có màu xanh và dải màu cam trên lưng rất là đẹp. Loài này có lớp da rất là dày và có những cái gai mọc trên da của nó nha các bạn. Nó kéo dài từ phần cổ cho tới đuôi luôn này. Rất là nhiều gai luôn. Phần cuối cùng của đuôi nó có hình tròn rất là ngọn nha. Chú khủng long này có da rất là dày và gai bảo vệ cho nên là rất khó bị săn mồi, bị săn bởi các loài khủng long khác nha các bạn. Các loài khủng long thịt khác rất là e ngại bởi vì cái lớp da dày đó các bạn. Wow, rất là cơ chế từ nhìn con Ankylo kìa, nó to chưa ghê đấy không đấy. Tuyệt vời, rất là hay luôn. Wow, một chú báu gấm các bạn ơi. Một chú báu gấm tuy không lớn lắm nhưng mà nó rất là săn chắc cơ thể đó nha bạn. Wow, chiếc đuôi khá là dài này. Thân hình thì rất là đẹp luôn. Trên da nó có những họa tiết rất là đẹp đúng như tên của nó nha các bạn. Là một loại chú báu gấm nha. Loại này leo trèo rất là giỏi luôn. Nó chuyên săn con mồi và đem con mồi lên cây đó các bạn. Wow, rất là ngầu luôn. Wow, chú khủng long Giganotosaurus các bạn ơi. Chú khủng long Giganotosaurus rất là nguy hiểm nha. Đây là loài khủng long có cái vây phía sau lưng này các bạn. Có những cái gai phía sau lưng nhìn rất là đáng sợ nha. Hai chân trước thì rất là to và hai chân sau thì rất... hai chân trước nhỏ và hai chân sau rất là to nha các bạn. Răng thì có rất là sắc nhọn luôn, đuôi thì khá là dài luôn. Nó có những cái vảy như một chú cá sấu vậy các bạn. Wow. Chú khủng long Giganotosaurus cực kỳ nguy hiểm nha. Đây là một loài khủng long ăn thịt nha các bạn. Trên phim thì nó đối đầu với khủng long bò chúa đó các bạn. Wow, rất là ngầu. Luôn. Wow, chú khủng long Parasaurolophus các bạn ơi. Tuy nhiên lần này chú có màu dạ quang rất là đẹp nha. Loài khủng long Parasaurolophus có đặc điểm là cái sừng mọc ngược đó nè các bạn. Wow, nhìn rất là nổi bật luôn. Hai chân trước thì rất là nhỏ nha, nhưng mà hai chân sau thì rất là to. Chiếc đuôi thì rất là dài nha. Đây là loài khủng long có kích thước tương đối lớn nhưng mà vẫn là loài động vật ăn cỏ rất là hiền lành nha các bạn. Chúng chuyên sống theo đàn đấy. Wow, rất là bất ngờ. Parasaurolophus to chưa kìa đây, một con khủng long Parasaurolophus khá là đặc biệt luôn. Ngờ luôn. Wow, tiếp theo là một động vật khủng long rất là đặc biệt nha. Nó có chùm lông phía sau đầu và gần đuôi nữa nè các bạn. Wow, nó có tên là Deinonychus nha. Đặc điểm của loài Deinonychus là răng ranh rất là nhọn. Hai chân trước thì có móng rất là sắc, hai chân sau cũng có móng và nó rất là lớn luôn các bạn. Nó đang cong vút luôn này. Chiếc đuôi khá là dài nha. Loài khủng long Deinonychus rất là nguy hiểm nha các bạn. Nó rất là hung dữ và săn mồi rất là ghê gớm nha. Tuy kích thước không được lớn nhưng mà nó chạy rất là nhanh và rất là thông minh nha. Deinonychus lao lên cắn vào con Parasaurolophus kìa các bạn, nhìn kìa. Một chú hà mã các bạn ơi, một chú hà mã đang há cái miệng rất là to luôn. Chắc nó đang nổi giận đó các bạn. Chú hà mã này có răng nanh rất là dài nha, lớp da rất là dày luôn. Rồi hà mã này là động vật số 1 ở đầm lầy nha các bạn. Ở đầm lầy không có ai là đối thủ của hà mã đâu. Wow. Chú hà mã này tuy bốn chân có hơi ngắn nhưng mà kích thước nó vẫn rất lớn nha. Khối lượng của nó có thể lên đến 1 tấn nữa các bạn. Wow, nhìn rất là sợ luôn. Wow, một chú khủng long Masiaka các bạn ơi. Một chú khủng long rất là đẹp luôn. Chú khủng long Masiaka có đặc điểm là trên đầu nó có những cái gai mọc dài theo cổ nữa các bạn. Dưới lưng nó thì có những cái gai nhỏ hơn nha. Nhìn mọc nhìn rất là ghê luôn. Hai chân trước thì nhỏ nhưng mà hai chân sau thì rất là to nha. Chiếc đuôi rất là dài luôn. Nó chạy bằng hai chân sau và giữ thân bằng một đuôi các bạn. Wow, chú khủng long này có nửa thân dưới màu vàng và nửa thân trên màu đỏ, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Một chú khủng long Masiaka Saurus nha, rất là đẹp luôn. Masiaka Saurus của mình đây rồi các bạn, nhìn vậy các bạn khá là to luôn nha.
Wow, một chú hổ các bạn ơi, một chú hổ màu cam với những cái vằn màu đen nhìn rất là đẹp này. Tuy kích thước không được to lớn nhưng mà vẫn là chú hổ là chú sơn lâm nha các bạn. Chiếc đuôi khá là dài luôn, thân thể khá là săn chắc. Wow, chú hổ này có răng nanh rất là nhọn nha, một chú hổ chú sơn lâm nha. Bây giờ mình có một con hổ khổng lồ luôn kìa các bạn. Ngầu vậy. Wow, một chiếc khủng long màu cam có vằn màu đen rất là đẹp các bạn ơi. Đây chính là loài khủng long Velociraptor nha các bạn. Đặc điểm của loài này là có một chiếc đuôi khá là dài, hai chân trước nhắn và hai chân sau rất là to nha. Chân sau nó có móng cong lên nhìn rất là ghê các bạn. Wow, cái miệng với những hàm răng sắc nhọn này. Wow, chú khủng long Velociraptor này nhìn rất là đáng sợ nha các bạn. Nó săn mồi rất là hay luôn bởi vì nó chia săn mồi theo bầy đàn mà rất thông minh nha. Wow, chú khủng long Velociraptor màu cam có vằn đen nhìn rất là đẹp luôn. Wow, chú khủng long Brachiosaurus các bạn ơi, một chú khủng long Brachiosaurus có màu rất là đẹp luôn. Phần thân nó có màu vàng, phần đầu nó có màu đen nè các bạn. Màu rất là đặc biệt nha. Chú khủng long Brachiosaurus này kích thước rất là lớn và có thể nặng lên đến 30 tấn nha. Tuy kích thước lớn và khối lượng như thế nhưng mà nó vẫn là một loài động vật ăn cỏ hiền lành các bạn. Wow, rất là đẹp luôn. Wow, khủng long cổ dài kìa các bạn, đây là con Brachiosaurus khổng lồ của mình đây các bạn. Một chú voi các bạn ơi, một chú voi với hai cái tay rất là to như là hai cái quạt khổng lồ vậy, hai chiếc gà rất là dài nha, chiếc mũi thì rất là linh hoạt luôn, chiếc voi rất là linh hoạt và rất là lớn nha. Voi của voi có tác dụng như là tay ngồi vậy, các bạn dùng để cầm nắm đồ vật và kéo những cành cây đó các bạn. Wow, chú voi này rất là nặng nha, rất là nặng lên đến 5 tấn luôn các bạn. Wow, trước mặt mình là một con voi khá là to lớn luôn các bạn, gọi là thấy gì cái đây ạ. Chú khủng long Carnotaurus nha các bạn, một chú khủng long Carnotaurus rất là ngầu luôn. Là khủng long Carnotaurus có đặc điểm là trên đầu nó có hai cái sừng nhỏ nè các bạn, hàm răng rất là sắc nha. Hai chân trước thì rất là nhỏ nhưng mà hai chân sau thì rất là to. Sau lưng có nó có những gai màu rất là ghê nè các bạn. Chú khủng long này có nổi thân dưới màu xanh và phần vảy màu đen màu đỏ trên lưng rất là đẹp nha. Một chú khủng long Carnotaurus đây rồi các bạn, một khủng long với cái đầu bò khá là cứ luôn, rất là đẹp luôn. Wow, một chú bạch tuộc khổng lồ các bạn ơi, một chú bạch tuộc kích thước rất là lớn luôn. Wow, chú bạch tuộc này có nhiều xúc tu như thế này thì có thể săn được cả những loài cá lớn luôn nha các bạn. Với kích thước khổng lồ như thế này thì không thành vấn đề nha. Chú bạch tuộc này rất là ghê luôn các bạn ơi, nhìn xuống. Ở đây chúng ta có một bạch tuộc khổng lồ đang bay xuống. Nó bay xuống thì các bạn nhìn lại chưa kìa. Lượng xúc tu của nó mà xem. Wow. Wow, tiếp theo là một chú khủng long rất là nổi tiếng luôn các bạn ơi, một chú khủng long Tyrannosaurus Rex hay còn gọi là khủng long T-Rex, khủng long bạo chúa đó các bạn. Wow, chú khủng long bạo chúa màu xanh rất là đẹp nha, cái hàm rất là to luôn, hai chân trước thì rất là ngắn nhưng mà hai chân sau thì cực kỳ to luôn nha, nó có những cái móng rất là to luôn, chiếc đuôi thì khá là dài luôn. Wow, chiếc đuôi dài giúp nó giữ thăng bằng trong quá trình chạy đó các bạn. Wow, một chú khủng long bạo chúa màu xanh rất là đẹp luôn. Đây là loài khủng long cực kỳ nổi tiếng như các bạn, nó xuất hiện trên tất cả các phim về khủng. Chúng ta có một con T-Rex nha các bạn, còn khủng long bạo chúa siêu to luôn kìa các bạn. Khủng long nữa các bạn. Wow. Wow, một chú cua biển khổng lồ các bạn ơi, một chú cua biển có màu xanh nha, 8 cẳng 2 càng đầy đủ nha. Wow, hai chiếc càng của nó nhìn như là hai cái kẹp khổng lồ các bạn, như là hai cái cây kéo khổng lồ vậy, bị kẹp chắc chắn sẽ rất là đau nha. Với kích thước khổng lồ như thế này thì nó có thể săn được cả những loài cá lớn hơn luôn nha các bạn. Wow, rất là đáng sợ nha, một chú cua khổng lồ luôn. Wow, một chú khủng long Ankylosaurus các bạn ơi, một chú khủng long Ankylosaurus có màu xanh và vảy màu cam trên lưng nhìn rất là đẹp luôn. Chú khủng long Ankylosaurus này có da rất là dày nha, những cái gai mọc trên lưng nó giúp bảo vệ nó khỏi các loài khủng long ăn thịt khác đó các bạn. Wow, chiếc đuôi rất là dài và đầu phần cuối chiếc đuôi có hình tròn rất là ngộ nha. Wow. Một chú khủng long Ankylosaurus rất là đẹp luôn.
chú khủng long có màu hồng rất là đẹp các bạn ơi. Thì ra đây là loài khủng long Parasaurolophus nha. Đặc điểm của con Parasaurolophus này là có một cái sừng mọc một phía sau đầu này các bạn. Nhìn rất là buồn cười luôn. Tuy với kích thước khá là lớn nhưng mà đây vẫn là loài khủng long ăn cỏ hiền lành nha. Nó có một màu hồng và những đốm xanh vuông nhìn rất là đẹp này các bạn. Wow. Chiếc đuôi rất là dài luôn và đôi chân rất là to. Chứng tỏ nó chạy bằng đuôi và nó chạy bằng chân và giữ thăng bằng đuôi đấy các bạn. Wow. Vậy đây các bạn, Parasaurolophus các bạn có là khủng long thuộc chi màu gần. Wow, nhìn rất là đẹp nha. Wow, một chú hươu sừng tấm các bạn ơi. Một chú hươu sừng tấm rất là đẹp luôn. Nó có một màu cam nha. Cặp sừng nó rất là đẹp luôn. Mỗi sừng của nó như là một cái những bàn tay đang xen vào nhau vậy các bạn. Nhìn rất là nổi bật luôn. Wow. Wow, thế hello chú dê núi nha các bạn. Một chú dê núi nhìn rất là ngầu nha. Có chùm râu đặc biệt nè các bạn. Và hai chiếc sừng ngọc vượt ra phía sau này. Dê núi là loài động vật có thể di chuyển ở những địa hình phức tạp rất là dễ dàng nha. Ví dụ như là những vách núi thẳng đứng và dựng đứng đó các bạn. Chúng di chuyển đó cũng được luôn nha. Wow, rất là ngầu luôn. Wow, chú khủng long bọ chúa khác các bạn ơi. Đây là một chú khủng long bọ chúa khác nhưng mà có màu đỏ và vàng đen nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Chú khủng long bò chúa có hàm rất là to này, hai chân nhỏ và hai chân sau rất là to nha. Wow, chiếc đuôi rất là dài luôn, dùng để giữ thân bằng lúc chạy đó các bạn. Wow, chú khủng long bò chúa màu đỏ vàng đen nhìn rất là đẹp đó các bạn ơi. Wow. Wow, chú báu đốm các bạn ơi, một chú báu đốm màu vàng với những đốm màu đen này. Wow, chú báu đốm nhìn rất là ngầu luôn nha. Mọi người có thể thấy nó chạy rất là nhanh nè các bạn. Báu đốm được xem là loài động vật chạy nhanh nhất trong tất cả loài động vật luôn nha. Chiếc đuôi khá là dài này, thân hình săn chắc và cơ bắp luôn. Wow. Wow, một chú khủng long Masiacasaurus các bạn ơi. Đặc điểm của loài Masiaca là sau đầu nó có những cái gai này mọc lên nè các bạn. Trên lưng nó cũng có những cái gai luôn nha. Wow, nhìn rất là đáng sợ nha. Hai chân trước của loài khủng long này rất là ngắn, hai chân sau thì rất là to nha. Chứng tỏ nó chạy bằng hai chân sau rất là nhanh luôn đó các bạn. Chiếc đuôi dài giúp giữ thăng bằng lúc chạy này. Wow, nửa phần thân dưới của nó có màu vàng và nửa thân trên nó có màu cam, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, chú khủng long Masiacasaurus ăn thịt rất là nguy hiểm. Và đây chúng ta có con Masiacasaurus các bạn, ấy khá là to lớn nha. Wow, chú Quốc hết kia các bạn ơi, một chú Quốc hết kia màu tím nhìn rất là đẹp luôn. Nó có những cái răng nanh đang nhe ra nhìn rất là đáng sợ nữa các bạn. Wow, đôi mắt thì tròn xe rất là đáng yêu nhưng mà những cái răng nanh nhọn thì rất là đáng sợ nha. Wow, chú hết kia rất là đẹp luôn. Wow, chú khủng long ba sừng Triceratops các bạn ơi. Chú Triceratops này có ba sừng đây này các bạn, hai sừng lớn ở trán và một sừng nhỏ ở mũi này. Trên cổ nó có một cái vây xòe ra như là một cái tấm khiên vậy các bạn. Wow, thân hình thì khá là to lớn nha, bốn chân rất là to, chiếc đuôi thì khá là mập mạp nha. Chú khủng long này nhìn khá là mẫm mẻo luôn các bạn. Wow, chú khủng long Triceratops có màu xanh rất là đẹp nha. Và khủng long này có thể nặng đến. Năm tấn nữa các bạn. Wow. Chú khủng long gì mà có hình này rất là đặc biệt các bạn. Thì ra đây là con Grilophosaurus nha. Đặc điểm của loài Grilophosaurus là trên đầu nó có một cái vảy này các bạn. Miệng nó có rất là nhiều răng luôn nha. Xem các bạn xem nó mở miệng này. Wow, rất là đáng sợ nha, rất là nhiều răng luôn. Hai chân trước thì tuy nhỏ nhưng vẫn có móng vuốt nha. Hai chân sau thì rất là to. Wow, chiếc đuôi thì rất là dài luôn. Phía sau lưng thì có những cái gai một lõm chởm rất là ghê luôn các bạn. Wow, nhìn rất là đáng sợ nha. Chú khủng long này có một màu cam và những cái vàng đỏ dọc theo những da của nó nhìn rất là đáng sợ nha các bạn. Wow, nhìn rất là ghê luôn. Đây là một chú khủng long thịt nha, chú khủng long Grilophosaurus nha. Grilophosaurus đang gầm gừ với cả con Camo luôn kìa các bạn. Có vẻ hai con sắp có một cuộc chiến nha. Wow, chú khủng long nhìn có vảy nè các bạn ơi. Đây là chú khủng long Spinosaurus nha. Điểm của loài này là trên lưng nó có một cái vây nhìn như là một cái quạt đang xẻ ra vậy các bạn. Chú khủng long Spinosaurus này có màu đỏ đen nhìn rất là đẹp luôn. Miệng có những răng rất là sắc nhọn nha. Hai chân trước rất là ngắn nhưng mà hai chân sau cực kỳ to và nó chạy rất là nhanh luôn. Chiếc đuôi dài giúp nó giữ thăng bằng lúc chạy đó các bạn. Wow.
đây là một loài khủng long không ngán loài động vật hết nha các bạn. Nó sẵn sàng chiến đấu với khủng long bò. Cậu chúa luôn nha. Wow, chiếc khủng long ba sừng Pentaceratops rất là đẹp các bạn ơi, và rất là to luôn. Wow, nhìn chiếc sừng của nó mà xem, hai chiếc sừng lớn và một chiếc sừng nhỏ này. Hai chiếc sừng lớn cực kỳ khổng lồ luôn. Wow, trên cổ nó có một cái vây như là một cái chiến khiên bảo vệ các bạn. Cái vây này rất là lớn nha, lớn nhất trong tất cả các họ khủng long ba sừng luôn đấy. Wow, bốn chân rất là to như là những cây đại thụ khổng lồ ấy. Mỗi cái chân đều có những cái móng rất là ghê nha. Chiếc đuôi thì khá là nhỏ nhưng mà tổng thể nhìn nó vẫn rất là to các bạn. Chú khủng long này rất là to và có một màu đen, có một màu đỏ với những vằn đen nhìn rất là đẹp luôn. Chú khủng long ba sừng Pentaceratops nha, nhìn rất là ngầu luôn. Wow. Ở đây mình có thêm một chú Penta, nó có một cặp Pentaceratops siêu to lớn luôn kìa. Wow, một chú hít kiêu quất kia các bạn ơi, một chú hít kiêu quất kia màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn này. Đang giơ tay chào các bạn này, miệng đang cười rất là tươi luôn nha. Một chú quất kia hít kiêu màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Wow, một chú khủng long có hình rất là đẹp mà ơi, cơ thể nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Hình dáng chú khủng long này rất là đặc biệt luôn. Chú khủng long này có tên gọi là Dilophosaurus nha. Đặc điểm của loài Dilophosaurus là trên cổ nó có hai cái mang đen phồng này các bạn, nhìn như là hai cái quạt vậy. Wow, loài khủng long này nhìn qua rất là bắt mắt nha. Tuy nhiên đừng để nó đánh lừa nha các bạn, nó là loài khủng long ăn thịt đấy, rất là nguy hiểm luôn. Hai chân trước có móng vuốt rất là sắc nhọn nha, hai chân sau khá là to, rất là linh hoạt luôn. Chiếc đuôi cực kỳ dài, loài khủng long này săn mồi rất là ghê gớm nha các bạn, nó rất là thông minh luôn. Wow. Wow, chú khủng long Carnotaurus các bạn ơi, tuy kích thước không được to cho lắm nhưng mà đây vẫn là một loài khủng long thịt rất là nguy hiểm nha. Carnotaurus trên đầu nó có hai cái sừng nhỏ nè các bạn. Wow, trên lưng nó có những cái gai mọc rất là đáng sợ nha. Hai chân trước nhỏ và hai chân sau rất là to. Loài khủng long này có chiếc đuôi rất là dài luôn, giúp nó giữ thăng bằng nó lúc chạy đó các bạn. Wow, nửa thân dưới màu trắng và nửa thân trên màu xanh rất là ngầu nha. Một chú khủng long Carnotaurus rất là đẹp luôn. Đây, mình có một Carnotaurus đây rồi các bạn, nhìn nó to chưa vậy. Wow, một chú quái vật các bạn ơi, một chú quái vật có cái đầu là một cái đèn giao thông nha. Hai chân và hai tay chú quái vật này rất là ốm luôn. Wow, rồi nhìn rất là giống một bộ xương khô luôn các bạn. Tuy nhiên thì cái phần đầu nó có là một cái đèn giao thông gồm ba màu, màu đỏ, màu vàng và màu xanh lá nha. Nhìn rất là ghê luôn. Wow, một chú quái vật đó các bạn. Wow, một chú quốc kia hất kia các bạn ơi, một chú quốc kia hất kia màu hồng nãy giờ hai tay chào này, miệng nên cười rất là tươi để mắt tròn xe luôn nha. Một chú quốc kia hất kia màu hồng rất là đẹp luôn. Wow, loài khủng long nào mà có cái vây lớn thế này các bạn ơi, thì ra đây là chú khủng long Dimetrodon nha. Đặc điểm của loài khủng long Dimetrodon là nó có một cái vây cực kỳ lớn trên lưng luôn. Thân hình nó thì giống như một chú thằn lằn đang bò vậy. Wow, nó có răng rất là nhọn luôn và chiếc đôi rất là lưu, rất là lớn nha. Wow, nhìn rất là ngầu nha các bạn, một chú khủng long có vây cực kỳ lớn Dimetrodon nha. Wow, lần này chú Husky Wokey các bạn ơi, tuy nhiên chú Husky Wokey này có màu xanh lá nha, nhìn nó rất là đẹp luôn. Đang giơ tay chào rồi các bạn, tuy nhiên nó cũng giơ những cái răng của nó ra nhìn rất là ghê luôn các bạn ơi. Wow, đôi mắt thì tròn xe nhưng mà hàm răng thì rất là đáng sợ. Chú Husky Wokey này có một màu xanh lá rất là đẹp nha. Wow, những cái hàm răng cực kỳ sắc nhọn luôn này, thật là ghê nha. Wow, rất là đẹp luôn.